thận khi giảng kinh thuyết pháp. Bất luận là người xuất gia hay tại gia, khi giảng kinh thuyết pháp cần phải 10 phần cẩn thận. Trước khi giảng kinh thuyết pháp, phải ngồi tĩnh tọa 5 phút để tâm an định rồi mới mở cuốn kinh ra, chắp tay hết sức cung kính, đọc tụng kinh văn một lần, sau đó mới giải thích cặn kẽ ý nghĩa trong đó. Nếu mình không hiểu kinh mà cứ miễn cưỡng giải thích thì sẽ không hợp với lý. Do đó, khi giảng kinh hoặc thuyết pháp, trước tiên mình phải hiểu rõ danh tướng của kinh pháp. Trước hết, phải đem kinh văn và nghĩa lý nghiên cứu cho rõ ràng, nếu không thì rất dễ dàng giải sai lầm. Mà sai một ly thì đi một dặm, khiến người nghe kinh đã không lĩnh hội được, lại còn cảm thấy mơ hồ, khó hiểu. Người học Phật Pháp đừng nên tham cho mau, bởi vì đồ ăn nuốt ngốn thì chẳng biết mùi vị, nghĩa là cần phải ăn từ từ, nhai chậm chậm thì mới biết được mùi vị của thức ăn. Tham ăn nhiều rồi, nhai không kỹ thì ngược lại chỉ hại mình thôi. Khi giảng kinh hãy chú tâm đến nghĩa lý của kinh, vì nếu giảng sai thì không những chẳng được công đức gì mà còn tạo thêm tội. Có câu, y văn giảng nghĩa, tam thế Phật oan, ly kinh nhất tự, tức đồng ma thuyết. Nghĩa là theo văn mà giải nghĩa thì oan cho ba đời Phật, nếu rời kinh một chữ, tức là ma nói. Hậu quả rất là nghiêm trọng như vậy, do đó hãy cẩn thận. Đối với người nghe kinh thì cũng phải ra sức chăm chú để mà nghe, bất kể tăng ni hay cư sĩ giảng kinh hoặc giảng pháp, giảng hay bạn vẫn chú ý nghe, giảng không hay càng phải chú ý nghe. Mình phải nghiên cứu giảng hay là hay ở chỗ nào, giảng dở thì dở ở chỗ nào. Giảng hay thì mình phải học hỏi, giảng không hay thì mình phải tìm cách để sửa đổi, bởi đó là cái gương để mình tự soi. Có thái độ như vậy thì mới rèn luyện được con mắt tìm sự thật, gọi là trạch pháp nhãn. Trạch pháp nhãn hay là con mắt nhìn vào sự thật thì từ tu giới, tu định, tu huệ, ba phương diện này mà ra. Giới định huệ mà viên dung vô ngại thì đối với tất cả mọi kinh điển mình tự nhiên hiểu rõ, không hề có một chút nào chướng ngại. Lúc ấy, giảng kinh thuyết pháp thì chữ nghĩa tuôn trào, thao thao bất tuyệt. Người xưa giảng kinh có kẻ giảng đến độ hoa trên trời rơi xuống, sen vàng dưới đất vọt lên. Bạn tuy chưa được cảnh giới như vậy, nhưng cũng cần nhạo thuyết vô ngại, giảng kinh không bị chướng ngại. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng ngày 11 tháng 8 năm 1983. Người tu hành không được phan duyên. Tông chỉ của tôi là đống tử bất phan duyên, ngạ tử bất cầu duyên, cùng tử bất hóa duyên, tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên, bảo định ngã môn tam đại tông chỉ, xả mạng vi Phật sự, tạo mạng vi bổn sự, tránh mạng vi tăng sự, tức sự minh lý, minh lý tức sự, phối hành tổ sư nhất mạch tâm truyền. Nghĩa là dù rét chết không phan duyên, dù đói chết không van nài, dù nghèo chết không cầu cạnh, tùy duyên không đổi, không đổi tùy duyên, ba tông chỉ ấy ta phải giữ gìn, xả thân vì Phật sự, tạo mạng vì bổn sự, tránh mạng vì tăng sự, hiểu sự rõ lý, rõ lý hiểu sự, lưu hành mạch phái tổ sư đã truyền. Đó là bổn phận của chúng ta, mong rằng mọi người đều nỗ lực làm tròn. Người tu hành không nên có tâm phan duyên, mà cần có tâm thanh tịnh, chẳng tham, chẳng nhiễm. Tôi thường nói với các bạn rằng, phàm là kẻ xuất gia tu hành, một lòng cầu đạo, thì cái gì cũng không cần, cái gì cũng không tham, dù là một ngọn cỏ cũng không được tùy tiện đòi lấy, và cũng không được tùy. Đời người như giấc mộng, hãy thức tỉnh. Tại thế giới này, con người lại buông cái chân thật để nắm giữ cái giả dối, do đó đời đời kiếp kiếp quay lưng với sự giác ngộ để hòa hợp với bụi trần. Túy sanh mộng tử. Túy sanh có nghĩa là trong lúc sống thì như kẻ uống rượu say, không biết mình từ đâu sanh về đây. Mộng tử có nghĩa là đến lúc chết thì như kẻ đang nằm mộng, không biết chết sẽ về đâu. Ai ai cũng sống trong mộng,
lấy cái giả mà cho là thật, ham danh ham lợi, lòng tham không bao giờ ngừng dứt. Ở trong mộng thì bạn thấy mình làm quan, hoặc phát tài, hoặc có địa vị, quyền lợi, danh dự, hoặc có vợ đẹp, thiếp sinh, con cái đầy nhà, vinh hoa phú quý, hưởng thọ không hết. Giả như trong lúc mộng ấy mà có người nói với bạn rằng, ông ơi, đây chỉ là hư vọng thôi, không phải thật đâu, thì bạn sẽ chẳng bao giờ tin. Chờ đến khi bạn tỉnh dậy rồi thì chẳng ai nói với bạn là bạn đã nằm mộng, bạn cũng biết rõ là mình vừa trải qua một giấc chiêm bao. Đêm qua nằm mộng thấy Đậu Trạng Nguyên làm tể tướng, làm hoàng đế, thành thần tiên, hạnh phúc vô cùng. Ngày hôm nay tỉnh lại, ôi, tất cả chỉ là một trường xuân mộng. Xuân mộng tức là giấc mộng rất ngắn ngủi, đó là sự tỉnh thức. Nếu không tỉnh mà chọn mộng là thật thì sẽ tham luyến, không buông bỏ, chấp trước sự mê mờ và chẳng bao giờ được giác ngộ. Bây giờ mình chính là đang chiêm bao giữa ban ngày mà chưa thức tỉnh, do đó sống một cách hồ đồ, rồi cũng hồ đồ mà chết đi. Sanh ra đây là từ đâu tới, chết rồi mình sẽ đi đâu, không biết, cả một đời chẳng bao giờ tỉnh. Các vị hãy nghĩ xem, như vậy thì có ý nghĩa gì? Có gì mình phải lưu luyến, có gì đáng để mình không buông bỏ tất cả? Cả đời mình đều bị sợi dây tam độc và ngũ dục trói buộc vô cùng chặt chẽ, đến nỗi không có tự do để chuyển hóa bản thân, thì đừng nói chi đến chuyện giải thoát. Do đó, bạn phải phát tâm xuất gia tu đạo, dụng công ngồi thiền, nỗ lực lạy Phật, tức là mình tự cởi mở sợi dây tam độc và ngũ dục, cuối cùng sẽ có một ngày được hoàn toàn giải thoát. Lúc ấy, mình sẽ thức tỉnh, quay đầu nhìn lại những điều mình đã làm trong quá khứ, đều hoàn toàn như ảo mộng, tất cả đều chẳng phải là chân lý. Nay thức tỉnh rồi, mình mới thoát ra khỏi vòng tam giới, không còn bị hạn chế trong sanh tử, tự do muốn sanh thì sanh, muốn chết thì chết. Tự do tới và đi theo ý mình, đó mới là chân chính giải thoát, đó là đại mộng sơ tỉnh vậy. Thói thường, chúng ta cứ giữ chặt cái hư giả, dối trá mà quên mất đi cái chân thật. Thế nào là cái hư giả dối trá? Chính là sự khoái lạc sung sướng của ngũ dục, tài sắc, danh, thực, thùy. Thế nào là cái chân thật? Tức là sự sung sướng của Niết Bàn ở trong bốn đức, thường, lạc, ngã, tịnh. Tuy nhiên, con người rất quái lạ. Điều chân thật mất đi thì không sợ, nhưng khi điều giả dối mất đi thì lại sợ hãi vô cùng. Vì sao vậy? Bởi vì người đời ai cũng nhận giặc làm con, bỏ gốc chạy theo ngọn, lấy cái giả cho là thật, không thức tỉnh, do đó vẫn còn trong mộng, tham luyến cảnh giới của giấc chiêm bao. Bởi do nhân duyên mình dấy khởi sự mê mờ, tạo ra ác nghiệp rồi thọ sự báo ứng, giống như một hạt bụi bay lượn trên không trung, không tự làm chủ mình được. Hạt bụi ấy cứ tùy theo nghiệp lực rồi luân chuyển trong lục đạo luân hồi, không lúc nào ngừng nghỉ. Cho nên nói rằng, đã bất phá danh lợi quan, khiêu bất xuất luân hồi khuyên. Nghĩa là, đánh không sập cửa danh lợi thì nhảy không thoát vòng luân hồi. Đến lúc nào bạn không bị cảnh giới làm động tâm, lúc ấy bạn mới thoát ly khỏi cái vòng lục đạo luân hồi.